Đồ Gô Gô Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 7:30 buổi tối ngày mùng 4 tháng 9 năm 2019. Thì cửa hàng của chúng tôi hiện tại thì đang bốc để xếp nốt một chuyến xe cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Thì hiện tại là tôi đang bốc cái bộ ghế vượt rơi hàng cũ siêu VIP đấy để bàn giao trực tiếp luôn cho kịp đúng tiến độ. Đến tại nhà anh Dũng, anh đến từ Long Biên, Hà Nội. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh, hai vợ chồng anh chị đã đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để xem và ký nhận cái sản phẩm là một bộ ụt rơi chất liệu bằng gỗ vụn ta Quảng Bình cũ hàng đẳng cấp như này. Thì đến tối hôm nay thì hôm nay thật sự là ngày rất là tốt, rất là tốt ngày. Thì anh chị là muốn trở ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Thì cửa hàng của chúng tôi giờ mới đi rất là nhiều chuyến trong ngày hôm nay rồi. Thì tối thì cũng bàn giao lốt chuyến này thì nó cũng sẽ là nghỉ thôi. Đây quý vị có thể xem trên màn hình đây. Đây bộ ghế rất là đẹp luôn. Đấy, và chúng tôi khênh ra để cho lên xe để đi bàn giao cho đúng kịp đúng tiến độ luôn trong ngày thì ngày mùng 4 dương lịch và tức là ngày mùng 6 âm lịch. Đấy. Và ngoài cái sản phẩm này thì cửa hàng chúng tôi bán rất là nhiều những cái món đồ gỗ khác cả cũ và mới. Thì quý vị nào mà quan tâm đến các cái sản phẩm đồ gỗ như này thì có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi qua cái số điện thoại 0985 230 858 hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo cái số điện thoại ở trên đây để lấy thêm thông tin về hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của cái sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Và quý vị nhớ xem thì nhớ đừng quên cho chúng tôi một like và một chia sẻ và đăng ký subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất. Và hơn nữa là để cửa hàng chúng tôi lấy thêm động lực để đi sưu tầm và làm sản xuất ra những cái món đồ đẹp nhất và giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ tất cả các quý khách hàng. Thì cửa hàng chúng tôi thì bán thì giao lưu với anh em mọi miền Tổ quốc, cả trong Nam và ngoài Bắc, và giao lưu với cả anh em thợ và lẫn người dân tiêu dùng. Cho nên là quý vị nào quan tâm có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi. Thì cái địa chỉ của cửa hàng chúng tôi là ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Đấy, quý vị có thể đến trực tiếp cửa hàng chúng tôi. Thì sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.